Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi, vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày các kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Chương 17. Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apoloni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ở đó người Giu-đa có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày sa-bát biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng: Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phao-lô và Si-la, lại cũng có rất nhiều người Grec vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xúi dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được, bèn kéo Gia-sôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng: Kìa, những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây và Gia-sôn đã chứa chúng. Chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng Sê-sa, vì nói rằng có một vua khác là Giê-xu. Bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án. Song khi các quan án đòi Gia-sôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Grec sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người đến thành A-then rồi trở về, đem lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến cùng người cho gấp. Phao-lô đương đợi 2 người tại thành A-then, động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa, lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean
và phái Stoicen cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Chúng bắt người, đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng, chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ, chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa nói rằng, hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng, thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì. Vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 16. Vả, Cô-rê, con trai của Dít-sê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, dục theo mình Đa-thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. Các người này với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó, bèn sấp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với người mà rằng: sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi đủ rồi. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng chực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi? Môi-se sai đòi Đa-thang và Abiram, con trai Eliab. Nhưng hai người đáp rằng:
chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư? Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: Ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và A-rôn mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sấp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng hội chúng mà rằng: Hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Môi-se đứng dậy đi lại phía Đa-thang và A-bi-ram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: Bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy dân sự giang ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Đa-thang và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Môi-se bèn nói rằng: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, vì ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng? Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Ê-li-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Ê-li-a-sa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Ngày mai cả hội dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc
và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy giang ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát." Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: "Hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi." A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn, A-rôn trở về cùng Môi-se tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Chương 17. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng, mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hễ người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi." Môi-se nói cùng dân Israel thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai khi Môi-se vào trại bản chứng, sải thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó có nức mục, sinh hoa và trái hạnh nhân chín. Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết." Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: "Này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao?" Chương 18. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: "Ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh. Còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi các anh em mình là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết và các ngươi cũng chết luôn chăng. Vậy các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thịnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây, trong dân Israel ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi, vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử." Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: "Này,
Ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta, thâu lấy về mọi vật mà dân Israel đã biệt riêng ra thánh. Cứ một lệ định đời đời ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức dầu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi, những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh. Mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ là một vật thánh cho ngươi. Vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dâng dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lễ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạng. Mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dâng sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi theo giá định của ngươi là 5 siết lơ bạc theo siết lơ của nơi thánh. Một siết lơ của nơi thánh là 20 gera. Nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái hoặc con đầu lòng của chiên cái hay là con đầu lòng của dê cái. Ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ và xông mỡ nó làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thịt nó sẽ thuộc về ngươi như cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò hữu. Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi. Hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va, ấy là một giao ước bằng muối đời đời không bỏ được trước mặt Đức Giê-hô-va cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi, này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế 1/10 của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lễ định đời đời trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp những thuế 1/10 của dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thuế 1/10 mà làm của lễ dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì trong những thuế 1/10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng hãy lấy ra 1/10 làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất biệt riêng ra thánh mà dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng khi nào các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất của thuế 1/10, thì sẽ kể cho người Lê-vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được, vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cớ ấy, khi các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất, các ngươi sẽ không mắc tội, sẽ không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các ngươi không chết đâu. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con.
thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.